Xin kính chào quý vị. Quý vị đang xem chuyên mục Gia Lai 48 giờ của báo Gia Lai điện tử được phát trên website baogialai.com.vn. Bây giờ là những tin tức chính có trong chương trình hôm nay. Siết chặt quản lý bếp ăn bán trú trường học. Công an tỉnh Gia Lai làm việc với công an tỉnh Ratanakiri. 6 thí sinh Gia Lai đạt giải cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến. Khai mạc phiên chợ biên giới tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Vụ quái xế càng quấy ở Hàng Thông trong tuổi, cơ quan công an xác định 8 đối tượng. Thưa quý vị và các bạn, trước sự việc hàng trăm học sinh của trường iSchool Nha Trang phải nhập viện do ngộ độc thực phẩm vào ngày 17 tháng 11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai chỉ đạo các trường học có tổ chức bán trú, siết chặt quản lý công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Toàn tỉnh hiện có 42 trên 285 cơ sở giáo dục có bậc tiểu học, 214 trên 266 trường mầm non và 219 cơ sở giáo dục độc lập tư thục tổ chức bếp ăn bán trú cho khoảng trên 71.000 học sinh. Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Bùi Khoa Nghi, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo sau khi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm gây hậu quả nghiêm trọng tại trường iSchool Nha Trang, Sở Giáo dục Đào tạo đã hướng dẫn chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và các khâu của bếp ăn bán trú trong trường học, từ hợp đồng cung ứng, chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm, tuân thủ quy trình giao nhận, kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thực phẩm theo đúng quy định. Sử dụng thực phẩm đã được nấu chín và nước đã được đun sôi, tuyệt đối không được chủ quan lơ là. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống các dịch bệnh lây truyền qua thực phẩm và ngộ độc thực phẩm. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 11, đoàn công tác do Thiếu tướng Ra Lan Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc với Công an tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia. Trao đổi tại buổi làm việc, Thiếu tướng Ra Lan Lâm khẳng định, những năm qua, Công an hai tỉnh không ngừng nỗ lực hợp tác trao đổi thông tin trên các lĩnh vực. Thời điểm cuối năm, gần đến Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, nên các loại tội phạm qua biên giới diễn biến phức tạp. Vì vậy, hai đơn vị thường xuyên trao đổi thống nhất các giải pháp đấu tranh ngăn chặn. Để việc trao đổi thông tin được duy trì thường xuyên hiệu quả, Công an tỉnh Gia Lai đề nghị hai bên nghiên cứu thống nhất việc kết nối lại đường dây nóng trong công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tuyến biên giới. Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện giúp đỡ người gốc Việt đang sinh sống tại tỉnh Ratanakiri ổn định cuộc sống lâu dài. Trao đổi phối hợp với Hội Người Việt tại tỉnh Ratanakiri tuyên truyền cho bà con chấp hành các quy định tại nước sở tại, hướng dẫn hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 1 tháng 12, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Vụ Thư viện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 với chủ đề Sách và khát vọng cống hiến. Trong số này, Gia Lai có hai cá nhân được trao giải ba, gồm Phạm Văn Thủy, Hội Nông dân xã A La Bá, huyện Chư Sê, và Lê Ngọc Khánh Vân, lớp 5D, trường tiểu học Võ Thị Sáu, thị xã Ayun Pa. 4 thí sinh khác đạt giải khuyến khích. Ngoài ra, thí sinh Lê Ngọc Khánh Vân còn được trao giải bài dự thi được bình chọn nhiều nhất. Sáng ngày 1 tháng 12, Sở Công Thương Gia Lai đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Đức Cơ tổ chức phiên chợ biên giới tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Đây là sự kiện nhằm tăng cường hợp tác giao lưu kinh tế, thúc đẩy thương mại biên giới giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri. Thông qua phiên chợ biên giới tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh là dịp khởi động lại các chương trình xúc tiến thương mại biên giới của tỉnh trong tình hình mới. Đồng thời cũng là dịp để cho doanh nghiệp hai tỉnh được giao thương, xúc tiến thương mại và xuất nhập khẩu hàng hóa thông qua cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và cửa khẩu quốc tế Oyadao. Ngoài trưng bày giới thiệu sản phẩm, tại phiên chợ còn có các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ của người dân hai nước, qua đó góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam, Campuchia nói chung và tỉnh Gia Lai, tỉnh Ratanakiri nói riêng. Phiên chợ biên giới tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh diễn ra từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 3 tháng 12 tại bến xe cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, như báo Gia Lai đã đưa tin, thời gian gần đây tại Hàng Thông trăm tuổi xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pả xuất hiện một số thanh niên điều khiển xe máy càng quấy, gây mất trật tự an toàn giao thông. Ngay sau khi nắm được vụ việc, Công an huyện Chư Pả phối hợp cùng với các lực lượng liên quan khẩn trương xác minh làm rõ nhiều đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.
Lực lượng công an đã kiên quyết đấu tranh để làm rõ nhóm thanh niên trên. Đến ngày 1 tháng 12, Công an huyện Chư Bả đã làm việc với 8 thanh niên có liên quan, đều là người dân tộc thiểu số ở độ tuổi từ 18 đến 25. Trong đó có 6 người ở xã Tân Sơn, 1 người ở xã Biển Hồ và 1 người ở huyện Chư Bả. Trong số này, 6 người không có giấy phép lái xe. Lực lượng công an đã tạm giữ 7 mô tô độ chế pô, bánh xe không có gương chiếu hậu. Đơn vị đang tiếp tục xác minh để tìm đầy đủ số thanh niên có hành vi càn quấy, đồng thời phối hợp với các xã của thành phố Pleiku tiến hành quản lý giáo dục răn đe và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định. Thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường lực lượng đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự ở khu vực hàng thông trăm tuổi, không để tái diễn tình trạng này, nhất là vào dịp cuối tuần. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Gia Lai 48 giờ của báo Gia Lai điện tử. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.